Xin chúc mừng nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bóc vỏ gỗ keo tràm, tác giả kỹ sư Nguyễn Trần Trung Hiếu, kỹ sư Tô Tấn Trung Dũng, kỹ sư Trần Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đà, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thay mặt những người thực hiện chương trình hôm nay xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến tham dự lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2023. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi năm một lần, chúng ta lại có dịp được tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng tạo đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các tập đoàn và các bộ ngành trên toàn quốc với những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc đã và đang được ứng dụng có hiệu quả trong lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Kính thưa quý vị, thực tế cho thấy rằng những giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ cũng như những thành tựu về sở hữu trí tuệ được trao trong những năm qua đã trở thành nguồn chất xám quan trọng, đóng góp chung vào sự tăng trưởng về mọi mặt của đất nước, trở thành yếu tố quyết định để các sản phẩm khoa học công nghệ của Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm nay sẽ tiếp tục có thêm rất nhiều những công trình nghiên cứu vinh danh vì những đóng góp to lớn cho cuộc sống. Tới dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotech, trưởng ban tổ chức giải thưởng. Xin trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, Sở Khoa học, Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố, hội đồng giám khảo. Và xin nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các nhà khoa học, các quý vị khán giả đang có mặt tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội và đang theo dõi chương trình qua sóng đài truyền hình Việt Nam. Xin nồng nhiệt chào mừng. Xin chúc mừng các tác giả đã đoạt giải thưởng và mong rằng các đồng chí tiếp tục cống hiến và thành công hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công như lời mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nói, xứng đáng là những người làm hưng thịnh cho đất nước, làm rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi. Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2023. Một lần nữa xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các vị khách quý trong và ngoài nước cùng toàn thể tác giả những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotech với sứ mệnh là cơ quan thường trực đã tổ chức thành công 29 lần giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Thông qua giải thưởng, các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học quan trọng được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, tạo nên những tiếng vang lớn, góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ trong cả nước. Và chính những điều đó đã làm nên những thành quả kỳ diệu của chúng ta trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia
và những thành tựu trong nghiên cứu và sáng tạo mà các nhà khoa học Việt Nam đạt được trong năm 2023 cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với những công trình khoa học công nghệ xuất sắc nhất năm 2023. Trước tiên thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số thông tin tổng hợp về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các nghiên cứu đã được ứng dụng thực tế của các nhà khoa học trên cả nước, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu và tạo ra thị trường công nghệ, phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng. Năm 2023, giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, cơ khí và tự động hóa, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu, công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Kính thưa toàn thể quý vị và tiếp nối chương trình ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự để giúp tất cả quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về những công trình khoa học đã giành được giải ba của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Giải 3, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 được trao cho 16 giải pháp của 35 tác giả. Các công trình đều được nghiên cứu công phu, ý tưởng độc đáo, hàm lượng khoa học cao, giúp giải quyết các bài toán của thực tế xã hội. Xin chúc mừng nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bóc vỏ gỗ keo tràm, tác giả kỹ sư Nguyễn Trần Trung Hiếu, kỹ sư Tô Tấn Trung Dũng, kỹ sư Trần Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đà, thành phố Đà Nẵng. Thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi đến dự lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao giải thưởng WIPO năm 2023. Chúng tôi nhận thấy rằng việc trao giải thưởng là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà, khích lệ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Qua 28 lần tổ chức kể từ năm 1995 tới nay, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, được các nhà khoa học trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Qua đó cũng khẳng định tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, chúng tôi đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, các ban, bộ ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nội dung này, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các ban, bộ ngành liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu cho mục tiêu xây dựng
đội ngũ trí thức và phát triển khoa học công nghệ. Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn, một lần nữa, chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ VFOTECH, các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức thành công giải thưởng lần thứ 28. Xin chúc mừng các nhà khoa học, các tác giả có công trình sáng tạo đạt giải thưởng và bày tỏ sự mong muốn những kết quả nghiên cứu sáng tạo này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng đất nước chúng ta phát triển phồn vinh. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học và toàn thể quý vị mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Trần Lưu Quang. Kính thưa quý vị, và tiếp sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lễ phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Kính thưa các nhà khoa học và toàn thể quý vị đại biểu trong nước và quốc tế. Trước tiên, thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các tác giả đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Weibo năm 2023. Tôi cho rằng giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận, là sự vinh danh, xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tác giả trên hành trình sáng tạo khoa học công nghệ trong nhiều năm qua. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học và công nghệ trong đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng của các giải thưởng, tăng cường xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ trên nền tảng kế thừa và phát huy sự thành công tốt đẹp của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 và những năm trước đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024. Giải thưởng năm 2024 sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực công nghệ trọng điểm, bao gồm 1. Cơ khí tự động hóa, 2. Công nghệ vật liệu, 3. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, 4. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, 5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, và 6. Là công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng mới. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, Ban tổ chức tin tưởng rằng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cũng như đông đảo người dân đam mê sáng tạo khoa học trong cả nước nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia, qua đó đóng góp trí tuệ và tài năng của mình vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Huỳnh Thành Đạt. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những giai điệu sôi động, thể hiện niềm tin, khát khao chinh phục những đỉnh cao và đam mê khoa học với ca khúc Niềm vui khoa học, nhạc Bùi Anh Tú, lời Nguyễn Minh Sửu, qua phần biểu diễn của Tốc Ca và Vũ đoàn Mai Ly. Kính thưa quý vị và các bạn, những giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ được Quỹ VFOTECH trao cho những nhà khoa học, nhà sáng tạo trong 30 năm qua không chỉ đóng góp nguồn chất xám quan trọng cho đất nước mà còn là yếu tố quyết định để các sản phẩm khoa học công nghệ Việt Nam cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.
truyền thống lịch sử 30 năm đang tỏa sáng và tiếp thêm sức mạnh cho quỹ VFOTECH sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao mới, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào giữ vững an ninh quốc phòng, tăng trưởng kinh tế, đem lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trong nhiều năm qua đã động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho giải thưởng thành công tốt đẹp. Chúc các nhà khoa học sẽ có nhiều công trình hơn nữa đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO 2023 xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam những năm tiếp theo.